Kính chào các bạn, ngày hôm nay tại Berlin ngày 3 tháng 3 thì chúng ta lại cùng với blogger Người Buôn Gió và tôi là Lê Trung Khoa cùng thảo luận về cái điều rất là mới mẻ. Đó là ngày hôm qua, ngày 2 tháng 3 thì ông tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn viên của Bộ Công an Việt Nam đã trong cái lúc trả lời phỏng vấn báo chí của phiên họp chính phủ thường kỳ cũng đã nói đến cái việc là đã tặng thưởng cái huân chương chiến công cho những cái người trong chuyên án VT17 là hết sức bình thường. Và điều đó đã gây ra rất là nhiều những cái câu hỏi và dư luận khắp nơi đã có bàn tán về việc này. Và anh đây là bên cạnh tôi là anh blogger Người Buôn Gió, thì anh cho biết về cái cảm nghĩ của mình về cái việc này như nào, theo ý kiến anh như nào? Xin chào các bạn đang theo dõi kênh Facebook của anh Lê Trung Khoa, Thời báo .d. Trả lời về cái việc mà ông Tô Ân Sô ngày hôm qua có trả lời báo chí về cái việc mà bắt cóc, việc khen thưởng của những người tham gia bắt cóc chị Xuân Thanh, thì trước tiên là tôi đọc thấy có một cái chi tiết là có rất là nhiều phóng viên báo chí đặt câu hỏi với ông Tô Ân Sô về cái chuyện là khen thưởng này như thế nào, và ông Tô Ân Sô ông trả lời. Thì trước tiên là chúng ta đi đến cái điểm đầu tiên là tại sao mà nhiều phóng viên báo chí lại quan tâm đến cái vấn đề này. Thường thường là những cái vụ mà bắt cóc hoặc là những cái vụ mà này là rõ ràng là Bộ Công an họ muốn không muốn là, tức là họ muốn che giấu và họ không muốn công bố cái việc khen thưởng của họ, thì họ được tổ chức nó không công khai, không cho báo chí biết, và chúng ta mọi người chỉ biết được qua cái tấm trên Facebook của ông Thượng tá Lê Thanh Hải, tức là sĩ quan liên lạc ở bên này. Nhưng mà thực ra tôi nghĩ đấy là sự trá hình nữa, ông A Hải thì như chúng ta đều nói rồi, ông là giảng viên của trường Đại học An Ninh thì ông không thể nào đi sang đây để làm sĩ quan liên lạc bình thường được. Thì từ cái việc mà ông Hải ông đưa ra thì bắt đầu dư luận, bắt đầu người ta mới chú ý đến vấn đề này. Mà phía công an rõ ràng là họ không muốn cái sự việc này, sự việc khen thưởng là nhiều người biết đến, đúng không? Và bây giờ thì khi sự việc phát lộ ra từ cái việc Facebook của ông Lê Thanh Hải thì bắt đầu là báo chí chú ý đến. Thông thường thì báo chí sẽ rất là hay lảng tránh những cái vấn đề mà công an người ta muốn che giấu. Nhưng mà tại sao đến bây giờ thì báo chí lại can đảm mà khoáy sâu vào một cái vấn đề nó rất là nhạy cảm là việc bắt cóc như thế này? Thì chúng ta phải đi bên đầu tiên đấy, thì phải chăng nó liên quan đến cái ghế của ông Tô Lâm có còn nguyên chức Bộ trưởng Công an hay không? Thì chúng ta đều biết là bây giờ, thời điểm bây giờ là đến tháng ngày mùng 8, mùng 9, mùng 10 này thì Trung ương 2 của khóa 13 sẽ họp và nó sẽ quyết định những cái mà vị trí cơ cấu nào được còn nguyên hoặc là chuyển đổi. Sau đấy thì đến ngày 27 tháng 3 Quốc hội sẽ họp đến ngày mùng 7 tháng 4 thì sẽ quyết định cho luôn là ai, ông nào nguyên chức nào, ông nào thay đổi, ông nào như nào. Thì tôi cho rằng là cái việc mà báo chí nó khơi lại cái vụ bắt cóc chị Xuân Thanh này, trước kia thì báo chí là rõ ràng là báo chí là hợp tác với Bộ Công an, đúng không, đưa những cái tin có lợi cho Bộ Công an, nhưng mà lần này thì báo chí lại khoét sâu vào những vấn đề mà Bộ Công an muốn che giấu đi. Vâng, một quả thật đúng là trong thời gian vừa qua chúng ta thấy gần như im lặng báo chí rất trong cả nhiều năm không hề nhắc lại cái vụ chị Xuân Thanh này nữa, nhưng bây giờ tự nhiên vụ việc này được đưa ra rồi là tung cái ảnh, tung cái thông tin ra là được khen thưởng đấy. Thì quả thật là đúng là có nhiều cái thông tin mà chúng ta cần phải suy nghĩ thêm, xem xét thêm. Tôi xin lỗi, tôi có tí việc. Alo, ơi. Vâng đấy, các bạn cũng đã biết rồi. Thì em trả cho người ta đi. Tại Việt Nam thì người ta trả tiền rồi mà. Có những cái thông tin mà cho rằng là ông tướng Tô Ân Sô vì sao, vì lý do gì mà lại phải trả lời báo chí, và rất nhiều báo chí đăng, không phải chỉ một tờ báo mà rất nhiều báo chí đăng. Và rõ ràng cái việc này thì nó ảnh hưởng rất nhiều đến quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức, bởi vì là khi anh đã công khai cái chuyện là anh đã khen thưởng cho cái nhóm đi bắt cóc đây rồi thì có nghĩa là anh giống như một cú tát rất mạnh vào Đức và châu Âu. Ở trong cái câu trả lời của ông Tô Ân Sô ấy thì ông bảo là cái việc khen thưởng về cái chuyên án này thì nó đương nhiên vì phải qua quá trình điều tra rồi quá trình này lọ. Nhưng mà tôi thấy là trong này có ông cái nhóm mà 12 người này thì tôi nghĩ rằng họ không có trong cái quá trình mà điều tra cái vụ án Trịnh Xuân Thanh. Ví dụ như ông Trần Đức Thoa thì chúng ta đều biết là ông ấy là bí thư an ninh của sứ quán, ông ở đây trong bao nhiêu năm rồi, đúng không? Ông có liên quan gì về Việt Nam đâu mà ông điều tra cái vụ bảo là Trịnh Xuân Thanh thế lọ thế kia ở trong nước. Thứ hai là ông Hải thì ông cũng là sĩ quan an ninh ở bên này. Cho nên bảo là ông Tô Ân Sô ấy, ông trả lời như thế là không ổn. Vì ông trả lời rằng là cái tặng thưởng cho 12 người này vì cái
trong cái vụ án mà gọi là bắt cóc chị Xuân Thanh đấy, TV17 đấy, VT17. ừ, VT17 đấy, thì tôi thấy là hai cái ông Thoa và ông Hải là ông ấy không có tham gia gì trong cái việc điều tra tham nhũng hay là điều tra mà ăn hối lộ hoặc là điều tra về sai phạm về quản lý kinh tế của ông Trịnh Xuân Thanh cả. Thì đương nhiên một điều là hai ông này được tặng thưởng huân chương là có trong cái công việc là thành tích là bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Thì cái cách mà ông Tô Ân Sô ông trả lời như thế nó gần như là nó công nhận là có cái chuyện mà bắt cóc Trịnh Xuân Thanh và các cái cán bộ trong 12 cán bộ an ninh đấy được thưởng tặng thưởng huân chương là do cái thành tích đấy. Thì cái việc mà bây giờ mà có một là mà ông ấy đây chứ là ông ấy nhận thì tôi nghĩ là cũng do sức ép của báo chí, đằng sau báo chí thì có thể là một lực lượng, một thế lực nào đấy mà họ muốn moi cái việc này ra để mà hạ bệ Tô Mà rõ ràng thì như vậy là rất Lâm. bất lợi cho Tô Lâm đúng không? Bởi vì Tô Lâm Cái là này cái rất bất người lợi cho mà Tô Lâm, mượn máy bay của Slovakia rồi tổ đúng chức rồi. toàn bộ cái việc này, mà bây giờ lại công nhận nó, gián tiếp công nhận nó là bắt cóc và được thưởng huân chương là chuyện bình thường. Thì phải chăng là Tô Lâm cũng đã hết thời và bắt đầu có thế lực nào họ muốn thay chân rồi? Vì Tô Lâm thì là có một cái quan hệ rất là gắn bó mật thiết với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Hai tức là ở trong cái nhiệm kỳ trước thì hai bên là có những cái quan hệ là rất là khăng khít với nhau, chia sẻ về những cái nhóm lợi ích sân sau với nhau. Nhưng mà theo cái nguồn tin tôi mới biết được đây, mới đây chúng ta chờ một tí cho cái xe cứu thương này nó đi. Như chúng ta biết thì mới đây thì tôi được nhận được, được tin là ông Nguyễn Xuân Phúc ông sẽ rời cái ghế thủ tướng để chuyển sang cái ghế làm chủ tịch nước. Thế ghế chủ tịch nước thì như vậy là gần như hữu danh vô thực, nó không mạnh bằng ghế thủ Đúng tướng đúng không? rồi, trước cái thủ tướng thì vào bộ công an thì thường thường như các đời trước đều có những cái quan hệ là khăng khít với nhau. Vâng, thì bây giờ ông Phúc mà ông chuyển sang thủ tướng rồi thì chuyển sang làm chủ tịch nước rồi thì cái gọi là cái ekip hoặc là cặp bài trùng Tô Lâm và Nguyễn Xuân Phúc là một người là phải rời sang cái vị trí đá khác. Chúng ta cứ gọi những ví dụ như là gặp cặp tiền đạo ăn ý gây mưa gây gió trong chính trường là bao nhiêu năm qua thì bây giờ là một người là phải chuyển sang đá một vị trí khác gần như là vị trí gọi là dự bị. Anh biết là cái vị trí chủ tịch nước thì thậm chí là đến ông Trọng ông ấy cũng què quặt ốm yếu như thế ông ấy cũng kiêm được. Thì anh biết là cái việc này cái chức chủ tịch nước nó không có giá trị gì cả và bây giờ gần như là ông Phúc bị cất sang một cái ghế gọi là dự bị rồi thì còn lại một tiền đạo Tô Lâm liệu là ai đá cặp với anh ta tiếp. Đương nhiên nếu mà ông Nguyễn Xuân Phúc ông lên làm thủ tướng rồi ông Phạm Minh Chính mà ông thay thì ông Phạm Minh Chính lại là một người cũng là công an ra và ông có thể là ông sẽ trị được hay là ông có một cái cách gì đấy để mà áp chế được ông Tô Lâm này. Nhưng mà theo tôi thì cách tôi nghĩ rằng là nếu như mà cái sự tấn công của Tô Lâm này có thể là muốn là Tô Lâm là rời bỏ cái Bộ trưởng Công an để tránh cho Bộ Công an được cái chuyện tai tiếng là về cái vụ bắt cóc của Trịnh Xuân Thanh trước kia. Vâng, vừa rồi thì tại Berlin cũng đã báo Đức cũng đã đăng đưa cái thông tin truyền tải cái thông tin là ngay cả hình như có người nhà của Tô Lâm đúng không? Liên quan người nhà Tô Lâm có một cái công ty vận tải vận chuyển ở đây vì không biết vì lý do gì lại vận chuyển ma túy về Việt Nam qua cái đường đường vận chuyển của họ. Thì không phải chăng là cái thời gian vừa rồi có rất nhiều những cái thông tin bất lợi cho Tô Lâm và đang tiếp tục có những cái luồng mà tôi thấy rằng là từ phía Đức và từ Slovakia họ tiếp tục họ điều tra cái vụ này mạnh hơn nữa sau khi mà họ biết cái thông tin là cái hình ảnh và cái thông tin phía sau là 12 ông sĩ quan công an và mật vụ của Việt Nam sang bắt cóc thì đó hình ảnh rất rõ ràng và bây giờ ông Tô Ân Sô ông lại xác nhận như thế nữa thì rõ ràng là ông Tô Lâm sẽ rất là bất lợi trong thời gian tới nếu ông tiếp tục ở lại vị trí Bộ trưởng Bộ Công an đúng không ạ? À cái vấn đề này để tôi giải thích một chút, tôi tìm một chút thông tin về cái vụ mà nói chuyện là anh em đồng hào với Đúng rồi, cái vụ đấy vụ anh em đồng hào với ông Tô Lâm vụ vận chuyển ma túy đúng rồi. vận chuyển ma túy bên Liên này. quan đến anh em đồng hào với Tô Lâm bên này. Ừ. Cuối cùng là hình như ở Việt Nam thấy bắt được rất nhiều nhưng mà cũng không đưa ra xét xử gì cả. Đấy. Ở bên này thì phía Đức thì họ cũng đã đi đột nhập vào và họ khám xét đột xuất và họ tịch thu rất là nhiều những cái tài liệu để họ điều tra tiếp. Thì phải chăng đấy cũng là cái thông tin rò rỉ ra thế nào đó
để cho ông Tô Lâm gặp tiếp những bất lợi về mặt buôn lậu ma túy nữa. Đấy. Không, cái đấy. Chuyện này thì cũng phải hoặc nói cũng có mình. Có thể là có cái gì đó mà mình phải cũng phải nói chưa khách quan là cái việc mà các cái công ty vận chuyển của Đức, của người Việt ở Đức ấy, vận chuyển hàng hóa về Việt Nam ấy, thì vừa qua là không phải chỉ một mình là cái công ty của ông em rể, em đồng hào ông Tô Lâm dính, mà rất nhiều các công ty khác vận chuyển khác đều bị. Cái này là do cái bên bọn vận chuyển ma túy ấy, nó gửi hàng về xong rồi nó dùng những cái thủ đoạn như là nó nhét vào trong hộp sứa, hoặc là nó rất là tinh vi là nó tháo những cái hộp thực phẩm chức năng rồi là những cái lọ mỹ phẩm, xong rồi nó cho thuốc lắc vào đấy, cho những cái viên thuốc lắc màu xanh màu đỏ vào đấy. Thì những cái người mà nhận hàng vận chuyển bình thường ấy thì họ không kiểm tra được, họ không thể nào họ biết được, thì họ cứ nghĩ đơn giản thì họ nhận thôi. Và kể cả những cái máy soi của Đức ấy thì nó cũng không phát hiện ra đấy là ma túy, tức là ma túy nó đọc heroin hay là cocaine thì nó phát hiện ra được, nhưng mà cái dạng thuốc lắc đấy thì nó như một dạng thuốc bình thường nên người ta không phát hiện ra. Và ngay cả hải quan Việt Nam họ cũng không phát hiện ra điều đấy. Sau đấy thì cái nguồn hàng này nó về, xong rồi nó phân bổ đi, xong rồi công an người ta theo dõi từ những cái nguồn bán lẻ, xong người ta lần ngược lại thì người ta phát hiện ra thôi. Chứ tôi nghĩ là cái lối mà vận chuyển ma túy về nó không phải là lối của những cái người mà nhận hàng vận chuyển các thứ ở đây cả. Đấy thì mình cũng nói khách quan, vì các người vận chuyển ở đây thì họ không thể, họ có nhiều cách để họ kiếm tiền, họ buôn bán hoặc ấy, chứ họ không đụng chạm đến vấn đề ma túy ngay. Nhưng vấn đề ma túy thì theo như thông tin thì biết là nó đã xảy ra rất lâu đúng không? Vâng. Cái đường dây này vận chuyển rất nhiều vâng. rồi và chót lọt rất lâu rồi. Và cái mà thông tin mà thấy là cái người mà anh em đồng hào anh Tô Lâm có liên quan đến cái việc này thì cũng xảy ra, nhưng mà không thấy xét xử, mà không thấy đưa ra trước pháp luật, trong pháp luật Việt Nam mà không có xét xử gì cả. Trong khi bắt một vụ khá lớn đúng không? Đấy là đưa thông tin ra rất nhiều. Đấy. Thì đấy là cái điều mà công an Việt Nam làm cũng chưa tốt đúng không? Đấy. Thì đây là câu hỏi đối với ông Tô Lâm cũng phải trả lời. Tại sao lại để ma túy như thế? Tại sao để người nhà có những chuyện liên quan như thế mà cũng là không có đưa thông tin ra cho công luận người cũng biết? Đấy. Cái này thì nó cũng phải liên quan đến cái chuyện mà tức là các cái công ty vận chuyển đấy thì nó nằm ở cái nước Đức này. Tức là nếu như mà muốn làm việc thì lại phải thông qua chính phủ Đức, cảnh sát Đức, xong hai bên lại có những cái ký kết hợp đồng với nhau, ký kết những cái mà kiểu như là nghị định rồi là cam kết hợp tác với nhau. Mà trong cái vấn đề này thì ở Việt Nam thì cái ma túy ở Việt Nam với cái thuốc lắc ở Việt Nam ấy thì có thể mức án rất là nặng, có thể là tử hình. Nhưng mà trong khi đấy cái việc buôn bán thuốc lắc hay là gọi là đá đấy, ketamine ấy, thì ở Đức này thì họ cũng không coi trọng nặng nề lắm. Nhất là cái chuyện mà vài viên thuốc lắc thì ở buôn bán kể cả một cân thuốc lắc ở đây thì tôi nghĩ là họ bắt thì họ cũng không xử gì đó nặng nề lắm. Nhưng mà ở Việt Nam tôi thấy là những cái thông tin này chưa được đưa ra, đúng không? Báo chí chưa khai thác, và những cái người phóng viên báo chí ở nhà cũng có thể tìm hiểu thêm những thông tin này, cái đường dây vận chuyển như thế nào, bị khám xét ra sao và có liên quan thế nào với người nhà ông Tô Lâm chẳng hạn, để có thể đưa ra nếu mà không đúng, hoặc là bên cái công ty vận chuyển có liên quan nhà ông Tô Lâm mà thực sự là vì không biết thì họ cũng có thể được minh oan, đúng không? Chứ không thể để những thông tin nó có thể rối mù được. Còn nếu mà có thực sự như thế thì cũng phải đưa ra xét xử, bởi vì số lượng thì có lẽ không phải ít đâu. Đấy. Tại vì nó cũng quá dài. Đã. Cái việc thì tôi đã nói rồi, cái việc đưa ra xét xử này thì nó cũng phải là liên quan đến cái chuyện mà hợp tác giữa hai bên cảnh sát hai nước với nhau. Cái thứ hai thì hầu hết là tất cả những cái việc vận chuyển này thì cái công ty vận chuyển đấy người ta hoàn toàn người ta không hề biết đến, cái người ta chỉ nghĩ đơn giản đấy là một cái gói hàng nó bình thường thôi. Chứ bây giờ anh đi ra anh gửi Viettel ở trong nước, gửi Viettel bốt vận chuyển xong rồi có gói hàng ở trong ma túy trong đấy, xong rồi cái bọn Viettel nó không biết mà công an nó bắt được thì cũng không thể nào mà xử tù được Viettel được, chỉ xử tù những người gửi và người nhận thôi. Và cái đường dây ma túy đấy thì chúng tôi vừa rồi thời báo của DE cũng đã có cái câu hỏi đối với cảnh sát Đức, và họ nói rằng là trong hiện nay đang trong quá trình điều tra cho nên họ cũng không có tiết lộ thêm thông tin. Thì tôi nghĩ rằng là chắc chắn tới sẽ có những thông tin mới nhất và chúng tôi sẽ tiếp tục bình luận và cung cấp thêm để cho bạn đọc và mọi người cùng hiểu về cái đường dây ma túy và liên quan thế nào với cả người nhà Tô Lâm và thực sự có liên quan hay không. Không thì tôi quan điểm của tôi thì tôi nhìn nhận vấn đề có sao thì tôi nói vậy. Tức là cái việc mà vận chuyển ma túy thì tôi nghĩ là người nhà của ông Tô Lâm bên này hoặc là ông Tô Lâm ở bên trong kia họ cũng không làm cái chuyện như thế. Vì cái số lượng, tức là họ nói thẳng ra là họ có nhiều cách, họ có nhiều cách khác để mà họ kiếm tiền, chứ họ cũng không buôn bán hoặc là không dây dưa gì đến cái chuyện này.
Vâng, thì cũng có thể là như vậy, nhưng mà các bạn cũng đã biết rồi, cái thời gian vừa qua ngay cả những cái người như ông Trương Minh Tuấn chẳng hạn, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông, trước đây ông ta cũng viết những quyển sách ví dụ như chống diễn biến, chống tự chuyển hóa, chống tự diễn biến. Thế nhưng cuối cùng thì ông ấy là cái người được xét xử mà chính trong nội bộ họ phát hiện ra là đút lót hối lộ lẫn nhau nhiều trăm nghìn euro đúng không? Hoặc là ông Bộ trưởng Bắc Son chẳng hạn, trước đó ông nhận hàng triệu đô la. Và sau đấy thì cuối cùng là chúng ta mới biết được một cái phần của nổi của tảng băng chìm, còn phía sau đó nữa, hàng ngày, hàng tháng và những vụ việc khác thì chúng ta chưa biết được. Hoặc ngay cả vụ AVG có liên quan đến ông Tô Lâm đúng không? Trong cái hồ sơ mật mà chúng ta thấy được là có chữ ký của ông Tô Lâm, thì không có chữ ký thì không bao giờ bán được. Mà vậy để được chữ ký đó, ông Tô Lâm đã ký như vậy thì rõ ràng là ông ta cũng phải có phần trách nhiệm, chứ không phải chỉ những người khác, không phải Trương Minh Tuấn, không phải chỉ Nguyễn Bắc Son, không phải chỉ ông Phạm Nhật Vũ đúng không? Mà phải cả ông Tô Lâm vào. Và tại sao ông Tô Lâm bây giờ vẫn không bị xử? Có phải chăng là ông Tô Lâm là cái trợ thủ đắc lực của Nguyễn Phú Trọng, cho nên là ông ta vẫn được nương tay, hoặc là ông ta có cách nào đó đấy? Tức là anh suy luận là từ cái việc mà như ông Trương Minh Tuấn ông bảo ông không làm, ông nhận hối lộ, nhưng mà ông ý thực sự ra cuối cùng là ông nhận hối lộ đúng không? Và có thể là ông Tô Lâm hay là ông người nhà ông Tô Lâm bảo không làm buôn ma túy thì cũng có thể là họ buôn ma túy. Thì đấy là cái suy luận của anh. Chứ còn theo tôi thì tất nhiên là phía cộng sản, những người quan chức cộng sản thì việc nào họ cũng bảo là họ không làm cả. Nhưng mà thực sự ra thì trong đấy có những cái việc họ không làm thật, nhưng mà cũng có việc là họ làm nhưng mà họ vẫn nói họ không làm. Ví dụ như việc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh này, đúng không? Đấy thì đấy, tôi với anh đều tham dự một số cái phiên tòa. Vâng. Và tôi tham dự đầy đủ 17 phiên tòa. Và đến ngay cả cái cậu mà bị xử, cậu Hải Long lên đấy, cậu cũng nhận là cậu tham gia bắt cóc. Đấy, cậu cũng có nhận, và vâng, cậu có nhận hoạt động rồi tham gia cái vụ bắt cóc đó, và một trong những gián điệp để thuê xe và làm công tác hậu cần. Đấy thì có nhận, và ông cũng bị cái án thật. Đấy. Nhưng mà nói về cái chuyện mà tặng thưởng huân chương cho 12 người này này. Cái việc tặng thưởng huân chương cho 12 người này rồi, nhưng mà còn có những người được tặng thưởng một cách khác. Đấy là những cái người mà gọi là cộng tác viên rồi đặc tình viên đấy. Họ không phải là làm trong lực lượng an ninh mà họ là người ở bên này, xong rồi họ sinh sống ở đây, xong rồi họ hỗ trợ, họ tiếp tay như việc thuê xe hoặc là đi tìm hiểu thông tin, rồi là đi phong tỏa đi để mà tìm hiểu thông tin cho vụ việc ấy. Những người đấy tôi nghĩ rằng họ cũng được khen thưởng đấy anh ạ. Thế thì những người đấy chắc là nhiều đúng không? Tại vì tôi thấy như ông Lê Thanh Hải đang ạ, hoặc là ông không, ông Lê Thanh Hải thì ông ấy là sĩ quan, nhiệm vụ của ông phải làm đâu. Nhưng mà ông có quan hệ rất nhiều với người Việt Nam ở đây đúng không? Rất thân thiện, rồi đi đến từng người, rồi đến ăn uống, rồi là đấy, bạn bè đông vui lắm. Thế thì phải chăng là trong những cái đám đó thì sẽ có tức những là người mình nói là mạng lưới quần chúng tay mắt nhân dân đấy, giúp cho các cái chiến sĩ an ninh hoàn thành nhiệm vụ ấy, vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ấy, thì những người đấy người ta cũng được khen thưởng, có cái là họ chưa công bố ra thôi, chứ ông Hải cũng công bố. Nhưng ví dụ như cái anh Oai ở bên Tiệp, Đào Quốc Oai, Đào Quốc Oai đấy, anh bị trục xuất về Việt Nam, nhưng mà bây giờ về Việt Nam thì anh cũng được ông Tô Lâm ông tạo cho điều kiện là kiểu như là đi làm ăn hoặc là đi làm những cái việc mà kiểu như hơi có tí phạm pháp cũng được, cũng được bao che đấy. Thì nó là một dạng nó tặng thưởng khác mà, chứ không phải là riêng là 12 cái ông chiến sĩ an ninh kia. Tôi nghĩ là như thế là ông Tô Lâm là ông chúng chơi đẹp so với những cái mà người mà ông ấy, quân lính của ông ấy sai đi thực hiện cái vụ bắt cóc này, ông chơi là cũng đẹp. Rồi. Vâng, các bạn vừa cùng chúng tôi có cái buổi giao lưu rất là thú vị, và các bạn cũng cứ đặt tiếp tục những câu hỏi và những cái thắc mắc của các bạn để chúng tôi tiếp tục trả lời và cùng trao đổi với các bạn trong những cái clip tới đây. Và từ Berlin thì chúng tôi rất cảm ơn các bạn đã chú theo dõi, và đây xin chào các bạn. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin sau.